Thank you.
Vâng, cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi clip ngày hôm nay. Anh chị và các bạn có thể để lại bình luận ngay bên dưới để góp ý cũng như yêu cầu xin bất động sản thực hiện clip về những dự án khác. Đồng thời, đừng quên nhấn nút đăng ký ngay bên dưới để theo dõi những video clip mới nhất từ xin bất động sản nhé. Xin cảm ơn.